Thanh niên trai tráng đầu đội sừng chân đạp tích cực lên, sơ hở cái là muốn đập vậy hả anh trai? Ba ơi, con kiếm ba quá trời mà không ra, làm con cứ tưởng ba bỏ con như ông ca sĩ gì trên tivi không? Nhục đi lờ, ai gì? Bộ ba không nhớ thiệt hả? Con là con trai của ba nè, chứ không lẽ của ông hàng xóm? Nhớ rồi, con đúng là con trai của ta. Trời trời, con ông đẻ ra mà ông còn không nhớ nữa. Đang thấy đờ, bớt bớt lại đi nha ba. Mà sao tự nhiên nghĩ quẩn vậy anh trai? Tôi đang bị bệnh một căn bệnh nan y, nhưng đó không phải là lý do tôi muốn. Vậy chứ lý do là gì? Tôi bị vô hết cứu rồi. Thôi xin.